Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn về câu chuyện giữa một con trâu và một con chó Có một hôm con trâu đi cày từ cánh đồng về Nó nhìn thấy con chó nằm ngoài cổng và mắng vào mặt con chó Mày đúng là con chó lười Chả làm gì, chỉ nằm một chỗ mà lại đòi ăn nhiều và ăn ngon Con chó bực mình quá chạy đến cắn con trâu Con trâu thấy con chó cắn mình, lại liền nào và cắn con chó Con chó không thể kìm đến được sự phẫn lộ của nó Nó cũng nào tới và cắn con trâu rồi con trâu Càng thấy bực mình hơn lại cắn con chó, con chó thấy đau đớn quá lại cắn con trâu, con trâu cũng đã thấy đau và bực mình liền cắn con chó, con chó tức mình quá tiếp tục cắn con trâu, con trâu bực mình quá lại tiếp tục cắn con chó, con chó không chịu được lại cắn con trâu, con trâu cũng không chịu được lại cắn con chó, con chó cứ cắn con trâu như vậy, con trâu thấy con chó không bỏ qua cho mình nên nó lại quay lại tiếp tục cắn con chó. Con chó thấy con trâu cắn mình, con chó lại bực mình cắn con trâu. Con trâu điên tiết lên, tiếp tục cắn con chó. Mặc dù rất mệt nhưng con chó vẫn cố cắn lại con trâu. Con trâu không thể hiểu tại sao con chó lại gan lì đến như vậy, vẫn tiếp tục cắn con chó. Con chó thấy đau lại tiếp tục cắn con trâu. Con trâu bực mình quá cứ thế tiếp tục cắn con chó. Con chó bực mình quá lại vẫn tiếp tục cắn con trâu. Mệt hết hơi nhưng con trâu vẫn cố gắng cắn con chó con chó mệt hơi sắp ngất rồi nhưng vẫn cố ngoạm lấy chân con trâu con trâu bực mình quá vẫn cắn con chó con chó thì bực mình quá vẫn cố ngoạm chặt chân con trâu con trâu cứ tiếp tục cắn vào con chó con chó đau đớn quá rồi con chó vẫn tiếp tục cắn con trâu